Mình có áp dụng các phương pháp giảm đau không dùng thuốc, ví dụ như thư giãn này, tư thế sinh này, thủy liệu pháp vân vân, hay là chỉ áp dụng phương pháp gây tê ngoài màng cứng ạ? Tất cả các phương pháp đều được áp dụng ở bệnh viện. Đầu tiên là ở giai đoạn đầu của cuộc chuyển dạ, khi mà cổ tử cung của mình mới mở từ 1 đến 3 phân, thì chúng tôi sẽ thường tư vấn cho các sản phụ các cái phương pháp như là thư giãn, massage ở vùng lưng, rồi là các tư thế ngồi, nằm cho nó phù hợp, ví dụ như là tư thế con mèo này. Làm cho giảm bớt cái áp lực ở cái vùng thắt lưng để cho bạn đỡ đau. Dùng vòi hoa sen, dùng nước ấm để mình xối vào cái vùng lưng của mình, vùng thắt lưng của mình cũng làm giảm cảm giác đau. Nhưng nói thật là đến giai đoạn 2, giai đoạn tích cực của tử cung có bóp nhiều là khi mà khoảng từ 4 phân trở đi thì dường như những cái biện pháp đấy chưa đủ và đa số các sản phụ sẽ yêu cầu là được giảm đau thêm. Chúng ta sẽ tiến hành làm giảm đau ngoài màng cứng ở giai đoạn này là phù hợp.